Khi đồng đội mãi ăn mừng, Quang Hải gây chú ý với hành động đặc biệt, xứng danh đội trưởng. Trong giải đấu đầu tiên được giao chiếc băng đội trưởng, Quang Hải đã không phụ lòng thầy Park và người hâm mộ. Trong một buổi tối không tưởng trên sân vận động Mỹ Đình, U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm 4-0 trước đội khách đến từ Thái Lan, qua đó xuất sắc giành ngôi đầu bảng và tấm vé đến thẳng VCK U23 châu Á 2020. Với những pha lập công của Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Trung và Trần Thanh Sơn, hơn 30 năm rồi những chiến binh sao vàng mới lại có thể hạ gục người Thái. Tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng những đóng góp về mặt lối chơi của đội trưởng Nguyễn Quang Hải khiến anh xứng đáng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong giải đấu lớn đầu tiên được ban huấn luyện tin tưởng giao phó chiếc băng thủ quân, chân sút sinh năm 1997 đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Sau trận đấu, một hình ảnh gây xúc động của Quang Hải đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau. Theo đó, khi các chàng trai của U23 rủ nhau tràn ra đường biết cảm ơn khán giả, thì đội trưởng của họ nán lại quỳ xuống cỏ, nâng hình ảnh quốc kỳ trên ngực áo và dành cho biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc một nụ hôn. Hành động của Quang Hải tràn đầy sự trân trọng, nâng niu và tự hào về hai tiếng Việt Nam. Đức Chinh cũng khẽ hôn quốc kỳ khi ghi bàn. Trong lần được giao băng thủ quân, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội đã xuất sắc hoàn thành vai trò thủ lĩnh của mình. Quang Hải không chỉ thi đấu hiệu quả song sáo, là linh hồn trong lối chơi của toàn đội mà còn làm tốt nhiệm vụ gắn kết các đàn em. Khi kiến tạo cho Hoàng Đức tung cú vô lê cháy lưới mang về bàn thắng thứ hai, đội trưởng vội chạy lại ăn mừng với đồng đội. Trước khi đó có được pha làm bàn quý giá, Đức Bo đã phải chịu nhiều áp lực nên khoảnh khắc được đội trưởng động viên, anh chàng đã không giấu được niềm vui và phấn khích. Khi Đức Chinh mở tỷ số, cũng chính Quang Hải là một trong những người đầu tiên đến tán thưởng đồng đội. Nhiều lần bị triệt hạ trên sân, chân sút khoác áo số 19 cũng nén đau đớn tiếp tục sát cánh cùng tập thể. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chợt nhận ra Hải con ngày nào còn được các anh lớn trong đội che chở bao bọc, nay đã thực sự trưởng thành, tiếp tục trở thành thủ lĩnh, điểm tựa tinh thần cả trên sân và ngoài sân cho các đàn em.